Kim Tuyền, Huyền My, xin chào cả nhà. Mỹ Tuyền có từng nghe một chị đồng nghiệp chia sẻ như thế này, đó chính là mỗi ngày chúng ta hãy tự tạo cho mình những niềm vui nhỏ nơi công sở. Đó có thể đơn giản là một buổi sáng dậy thật sớm vào lúc 5 giờ và dành thời gian từ 15 tới 30 phút cho việc tập thể dục và đọc sách trước khi chỉnh chu hành trang đến văn phòng. Và tiếp theo, chúng ta có thể mang thêm ít hoa quả đặc sản quê, bánh trái tự làm đến văn phòng công ty và cùng thưởng thức với đồng nghiệp của mình. Ngoài ra, chúng ta có thể rủ họ tham gia các hoạt động giải trí ngoài giờ. Và nhiều cách, chúng ta hãy mang một thái độ tích cực để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bởi lẽ cái nếp văn hóa sẽ bắt nguồn từ những thói quen bình dị nhất và nó sẽ giúp chúng ta có được những tinh thần tích cực để mỗi ngày đến văn phòng là mỗi ngày thêm yêu công việc và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Vâng, chuyên mục Central Monday Motivation kỳ 18 này, Thùy My, Mỹ Tuyền xin mời các chị em cùng đến với những quy tắc vàng trong văn hóa công sở Central nhé. Tại văn phòng trước 7 giờ 15 để bắt đầu một ngày làm việc bằng một lời chào và nở nụ cười trên môi với tất cả mọi người khi chúng ta đặt chân đến văn phòng làm việc. Tư duy làm việc work smart để kết thúc công việc trong ngày trước 18 giờ. Thứ hai, trang phục công sở đối với văn phòng. Đối với nam, đồng phục công ty, áo sơ mi, giày tay hoặc giày bata, mặc vest khi cần. Đối với nữ, đầm váy công sở lịch thiệp, duyên dáng và mặc vest khi cần. Tóc tai phù hợp, màu tự nhiên. Lưu ý nói không với một số trang phục như sau: áo thun không có cổ, màu sắc lòe loẹt, áo hai dây, áo hở vai, khoét cổ quá sâu, đầm dạ hội, rùm suốt có đặc điểm không phù hợp với công sở. Nam mặc áo để ngoài quần không đóng thùng, quần sen bụi, quần sen rách vá, quần túi hộp, tóc uống phá cách, nhuộm màu sặc sỡ. Đối với công trường, các giám sát kỹ sư phải tươm tất gọn gàng, trang bị đầy đủ bảo hộ công cụ dụng cụ lao động, đồng phục công ty, mũ bảo hộ, áo phản quang, giày bảo hộ, ba lô đeo chéo, sổ tay, bút viết, bản vẽ, đèn, thước, thước kéo, thước nhôm, thước kê dùng trong công tác hoàn thiện, bút thử điện, máy đo dòng rò, khóa 17. Các thiết bị bổ sung đảm bảo an toàn trong công tác kết cấu và hoàn thiện như còi, đèn laser, đèn pin, kính bảo hộ trắng hoặc đen, bộ ống chân. Thứ ba, giữ gìn vệ sinh chung và khu vực làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, có khoa học. Khúc bàn làm việc luôn thông thoáng, sạch sẽ. Nơi sinh hoạt chung như phòng ăn, khu vực công cộng hay là không gian làm việc chung. Vệ sinh sắp xếp bàn làm việc, bàn ghế sau mỗi buổi họp. Tắt tất cả các thiết bị điện sau khi sử dụng phòng họp. Thứ tư, đối với đồng nghiệp và khách hàng đối tác. Đối với đồng nghiệp, tác phong lịch sự, tôn trọng, chia sẻ, hợp tác cùng phát triển vì mục tiêu chung. Đối với khách hàng, chủ động chào hỏi, giới thiệu tên, chức danh, bộ phận, tôn trọng, giải quyết công việc nhanh, hiệu quả. Luôn nói lời cảm ơn và tiễn khách sau khi kết thúc buổi làm việc. Thứ năm, xây dựng mối quan hệ với cấp dưới. Hài hòa, truyền cảm hứng, quan tâm, động viên, khuyến khích, hỗ trợ nhưng nghiêm khắc và kỷ luật. Thứ sáu, đối với lãnh đạo cấp trên, thái độ tôn trọng, nghiêm túc, đúng mực, chủ động chào hỏi lãnh đạo trước, tránh gặp lãnh đạo khi chưa có lịch đặt trước. Thứ bảy, đừng biến mình thành thiên lôi công sở, hãy có lộ trình làm việc rõ ràng, chủ động, có chính kiến trong công việc. Thứ tám, tâm thế vững vàng, tự tin khi trình bày ý kiến, thẳng thắn, rõ ràng, trình bày quyết đoán và cầu thị, hòa nhã tiếp thu khi giải quyết bất đồng. Ứng xử văn minh, tác phong chuyên nghiệp, tránh những đề nghị quá không phù hợp với chuyên môn, hạn chế ôm đồm nhiều việc, tập trung hoàn thành tốt nhất công việc chuyên môn, hạn chế làm việc riêng, lướt web, xem phim, không tán gẫu, buôn chuyện, nói điều tiêu cực về người khác, đi lại nhẹ nhàng, giữ trật tự, tránh tụ tập ăn uống trong giờ làm việc. Thứ 10, văn hóa hội họp và sử dụng điện thoại. Có mặt và ổn định chỗ ngồi trước giờ họp từ 5 đến 10 phút, luôn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hoặc rung khi đang họp, nắm rõ các nội dung cuộc họp và chuẩn bị các tài liệu liên quan. Tích cực tham gia phát biểu trong cuộc họp, tập trung lắng nghe và không ngắt lời người khác. Giảm âm lượng chuông trao đổi vừa phải, tự tốn khi nghe điện thoại trong văn phòng. Thường xuyên tiếp xúc với ban lãnh đạo, đồng nghiệp, đối tác cũng như khách hàng phải không ạ? Và với 10 quy tắc chia sẻ vừa rồi thì Mỹ Tuyền chắc rằng anh chị em đã bỏ túi được cho mình những kỹ năng ứng xử, giao tiếp thuyết phục và đạt hiệu quả cao trong công việc. Tất cả các yếu tố trên đều nên bỏ lên tính hiện đại
lại kinh tế, lịch sử và góp phần hình thành nên hành lang truyền thống trong văn hóa ứng xử văn minh, không chỉ ở góc độ cá nhân mà còn lan tỏa đến hình ảnh của một tổ chức. Đến đây thì chương trình Central Monday Motivation xin khép lại tại đây. Biểu tiền đến chúc anh chị em một tuần làm việc vui vẻ và thật nhiều may mắn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo.